Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đoàn thanh niên tích cực hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em. Quỹ hỗ trợ nông dân đòn bẩy giúp nông dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Cần sớm giải phóng mặt bằng, xử lý nút thắt đường 387. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên về kết quả quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thời gian qua, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận như tham gia hiệu quả và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện ngày càng hiệu quả, sát với thực tiễn công tác giám sát phản biện xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, công tác tôn giáo được thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn. Tại buổi làm việc, các thành viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề xuất một số ý kiến kiến nghị với đoàn kiểm tra, như cần bổ sung ban hành cơ chế toàn diện hơn về chính sách chăm lo đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, quan tâm chỉ đạo sơ kết việc thực hiện mô hình thí điểm, trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày báo Quân đội Nhân dân ra số đầu tiên, ngày truyền thống báo Quân đội Nhân dân 20 tháng 10 năm 1950, 20 tháng 10 năm 2021. Sáng nay tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, báo Quân đội Nhân dân tổ chức khánh thành và bàn giao nhà thờ liệt sĩ nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu. Tới dự có các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu sinh năm 1931 là phóng viên phòng biên tập thời sự báo Quân đội Nhân dân. Cuối năm 1967, nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu được giao nhiệm vụ vào Mặt trận Quảng Trị để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về cuộc chiến đấu của quân và dân hai bờ sông Bến Hải. Đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 21 tháng 1 năm 1968 tại Mặt trận Cửa Việt tỉnh Quảng Trị. Để tri ân nhà báo liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhu, cán bộ phóng viên, người lao động của báo Quân đội Nhân dân đã quyên góp kinh phí xây dựng hoàn thành nhà thờ liệt sĩ nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu và bàn giao cho gia đình, góp phần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của cha ông, những người có công với cách mạng. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật kinh doanh, bảo hiểm sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định về nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an chính quy cấp xã, khắc phục khó khăn trong thực tiễn khởi tố điều tra truy tố các vụ việc, vụ án hình sự. Luật kinh doanh bảo hiểm, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung về quản lý rủi ro, quy định rõ các loại bảo hiểm được kết hợp trong việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm, hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và tổng hợp để xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo luật khi ban hành có tính khả thi cao và thực sự đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 4.800 hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ba tiêu chí được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể để phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19 gồm tiêu chí 1 là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, trên số dân, trên thời gian. Tiêu chí 2 là độ bao phủ vaccine. Tiêu chí 3 là đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến. Trong đó cấp độ 1, tức ở mức nguy cơ thấp trong tình trạng bình thường mới hay vùng xanh là những địa phương có tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân trên tuần từ 0 đến dưới 50
và đã đạt độ bao phủ vaccine trên 70% dân số trên 18 tuổi. Mức độ bao phủ vaccine dưới 70% và tỷ lệ ca mắc mới dưới 20 cũng được phân loại là vùng xanh. Vùng đỏ, cấp độ cao nhất là các địa phương có tỷ lệ ca mắc mới trong tuần từ 150 trở lên và độ bao phủ vaccine chưa đạt 70%. Ngoài hai tiêu chí trên, các địa phương cũng phải dựa vào tiêu chí 3 để phân loại, trong đó yêu cầu đáp ứng về kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, đảm bảo điều trị tích cực, sẵn sàng đáp ứng ở mức độ 4 và có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và cung cấp oxy đến cấp xã. Nếu không đạt được tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Đặc biệt hiện nay, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tập trung đông người sẽ góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Là một doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, cách xa cơ quan hành chính của tỉnh hơn 40 km. Trước đây, mỗi lần phải thực hiện thủ tục xin cấp phù hiệu xe, công ty cổ phần Hoàng Mạnh đều phải bố trí ít nhất một buổi cho việc đi làm thủ tục và một buổi để đi nhận kết quả. Tuy nhiên hiện nay, mọi thủ tục hành chính từ xin cấp phù hiệu xe đến các hoạt động về thuế và cả xin cấp phép sử dụng tần số với cục tần số vô tuyến điện đều được công ty thực hiện trên môi trường mạng. Chúng tôi cảm thấy rất là nhẹ người, đỡ được khá nhiều các cái chi phí. Trong đó thì tôi thấy là cái quá trình giải quyết hồ sơ lại rất là nhanh, tiện lợi. Thời gian giải quyết chỉ trong vòng có 2 ngày, phản ánh hồ sơ thì chỉ trong vòng có 30 phút là các đồng chí quản lý đã gửi một số các cái phản ánh như là nếu mà hồ sơ đã được cấp phép hoặc là hồ sơ chưa được ở chỗ nào yêu cầu làm lại, thì chúng tôi thấy rất là tiện ích và mọi người rất là quan tâm. Sau khi trả kết quả thì chúng tôi lại được nhận tại nhà luôn. Phí thì bằng phí chuyển phát nhanh cũng rất là đơn giản. Những tiện lợi trong công việc, giảm áp lực và chi phí đi lại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã thấy rõ. Tuy nhiên, tại bộ phận một cửa huyện Văn Giang, vẫn thường xuyên có nhiều công dân đến trực tiếp để thực hiện các giao dịch hành chính. Dù thủ tục đó đã đạt mức độ 4, tức là mức độ có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Chiếc máy tính trang bị tại bộ phận một cửa để người dân đến giao dịch, tra cứu thông tin khi có nhu cầu vẫn được bật lên hàng ngày, nhưng không hề có người sử dụng. Theo tôi thì cũng có một phần hơi lo lắng, mình cũng chưa từng làm bao giờ nên là ví dụ trong trường hợp mà thất lạc thông tin hoặc là thông tin bị lộ ra ngoài. Chính vì thế nên tôi mới lựa chọn đến trực tiếp tại cơ quan chính quyền địa phương xã huyện. Rất là nhiều người ta cũng nắm được cái thông tin là thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3-4 như thế nào. Nhưng mà người ta lại e ngại, người ta vẫn cứ theo lối mòn cũ là người ta vẫn cứ đến đây để người ta thực hiện. Nên là dù huyện Văn Giang đã ra sức tuyên truyền vận động ấy, nhưng mà chỉ số thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 nó vẫn không đẩy lên được. Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh chỉ đạt hơn 5% trên tổng số các hồ sơ giao dịch. Trong đó, nhiều huyện không phát sinh giao dịch nào. Người dân và doanh nghiệp vẫn còn ngại tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc các cá nhân, tổ chức tích cực chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến không chỉ tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền điện tử mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tổ chức đoàn thanh niên trên toàn tỉnh đã có các hoạt động gây quỹ thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em. Nguyễn Bình An, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Minh Khai, thành phố Hưng Yên là một trong 20 học sinh khó khăn trên toàn tỉnh được đoàn thanh niên công an tỉnh tặng điện thoại thông minh. Mồ côi mẹ ngay từ khi chào đời, bố không có việc làm ổn định, lại hay đau ốm nên món quà này rất quan trọng đối với An. Em thấy rất là vui và cảm ơn các anh chị đoàn thanh niên đã tặng em. Bây giờ em đã có điện thoại riêng, em có thể học thoải mái và học hiệu quả. Vì qua tìm hiểu thì em chỉ có nửa buổi để học với cô, còn lại nửa buổi thì em phải nhường máy lại cho anh để anh tiếp tục việc học của mình. Bản thân tôi cảm thấy đây là một việc hết sức là ý nghĩa, vì cái việc này không chỉ là giúp cho bạn về cái phương tiện học tập mà giúp cho em đến tiếp thu với kiến thức một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Tặng điện thoại cho học sinh khó khăn,
hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em là hoạt động nằm trong đề án Cùng em tới trường được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh duy trì thực hiện trong những năm qua. Ngoài điện thoại thông minh, các em được tặng học bổng, xe đạp, đèn học quyết tâm. Sau khi chúng tôi tổ chức triển khai cái kế hoạch đến tổ chức đoàn trong lực lượng công an tỉnh thì các bạn đoàn viên thanh niên đã hưởng rất là nhiệt tình. Có nhiều tổ chức đoàn thì là có đóng góp bằng hiện vật, đó là bằng điện thoại và máy tính, có máy tính điện thoại cũ và mới. Và nhiều tổ chức đoàn thì có đóng góp bằng kinh phí để mua các thiết bị này để phối hợp cùng với chúng tôi trao tặng cho các học sinh. Cũng để gây quỹ mua thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn, Đoàn Thanh niên huyện Kim Động đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động chương trình thu gom phế liệu tại tất cả các trường học trên địa bàn. Dù tổ chức trong thời gian học sinh không tới trường, nhưng chỉ trong 5 ngày phát động đã có hơn 20.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên toàn huyện tham gia. Với 53 tấn phế liệu thu gom được, cùng sự ủng hộ của các đoàn viên thanh niên, các mạnh thường quân, khoảng 80 học sinh sẽ được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến. Có rất nhiều phụ huynh rất là tích cực, đã không quản ngày mưa, ủng hộ cho các cháu trên 20kg phế liệu giấy cho chương trình. Đây là hoạt động rất là thiết thực nhằm giáo dục cho đoàn viên, đội viên, học sinh về tinh thần tiết kiệm cũng như bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, sự ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến của các tổ chức đoàn thể, trong đó có đoàn thanh niên các cấp, góp phần tạo thêm động lực, giúp các em vượt qua khó khăn, đảm bảo dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 có khả năng sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ chiều ngày 13 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có xuất hiện những đợt mưa lớn trên diện rộng. Để chủ động phòng tránh, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị và địa phương tập trung thực hiện một số biện pháp phòng chống bão. Cụ thể, khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích cây ăn quả rau màu, lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch. Vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận lợi cho tiêu thoát nước trên những diện tích rau màu và cây ăn quả. Che chắn cho các loại rau ăn lá, chằng buộc lại dàn để hạn chế dập nát đổ gãy các loại rau màu, không được bón bất kỳ loại phân bón nào trước mưa bão để tránh thất thoát phân bón và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Sau bão cần tập trung, khơi thông dòng chảy, huy động tối đa các trạm bơm phương tiện bơm hoạt động 24 trên 24 giờ, khoanh vùng ưu tiên bơm nhanh đối với những diện tích rau màu và cây ăn quả nếu bị ngập úng. Khẩn trương dựng buộc diện tích lúa chưa thu hoạch bị gãy đổ. Đối với diện tích rau màu bị ngập úng nặng thì phải dọn vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị gieo trồng mới. Nếu bị ngập úng nhẹ, có khả năng phục hồi, cần xới mặt luống để tạo độ thông thoáng. Đối với cây ăn quả, phải chờ đất mặt vườn se khô mới được tiến hành các biện pháp chăm sóc bình thường. Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh Hưng Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền cung cấp, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền vận động, xây dựng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, giúp cho hàng ngàn lượt hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh được vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả. Phản ánh nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Năm 2019, dự án trồng cam tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên được nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân cho 11 hộ vay với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Có vốn, hầu hết các hộ đều mở rộng diện tích từ manh mún lên trồng từ 1 đến 4 mẫu trồng cam. Như hộ ông Trần Văn Dương, Nguyễn Văn Trang, bà Nguyễn Thị Tý đều ở thôn Đằng Châu. Với việc phát triển từ cây cam, nông dân ở đây đã thành lập được hợp tác xã trồng cam. Sản lượng cam vụ này ước đạt trên 300 tấn. Trước kia diện tích của tôi bên này thì nó có ít, thu nhập nó không đáng kể. Nên được ưu đãi vay 50 triệu, phát triển thêm diện tích một mẫu. Cây cam là mỗi một năm rào chúng tôi thu được tấn. Trừ cái chi phí tất cả thì ước tính khoảng 15-20 triệu. Từ khi mà được các cấp hội quan tâm cho vay cái nguồn vốn cứu trợ nông dân ấy, thì từ một cái diện tích hơn 40 hectare nhưng đến nay là diện tích cũng đã lên đến gần 100 hectare. Cả trong đó trên 30% phát triển lên nhờ được cái vay vốn. Thì ngoài ra cũng hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thế rồi đi tập huấn. Sau hơn 10 năm thành lập, đến nay quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh Hưng Yên đã tăng trưởng vượt bậc,
Từ số quỹ ban đầu là gần 6 tỷ đồng đến nay đã phát triển xây dựng trên tổng nguồn vốn quỹ tăng lên 80 tỷ đồng cho hàng nghìn hội viên nông dân vay mở rộng quy mô, đưa kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, theo hướng hàng hóa, xây dựng các vùng chuyên canh đã giúp cho người nông dân nâng cao thu nhập, thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phương thức liên kết nhóm hộ có cùng mục đích sản xuất kinh doanh, cùng ngành nghề, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc xử lý giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, các sở ban ngành và các địa phương quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cán bộ đảng viên và nhân dân về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo vệ hành lang, an toàn công trình giao thông thủy lợi, bảo vệ đê điều, khoáng sản, nhất là hoạt động bến bãi, khai thác cát. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xác định việc rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm theo từng loại và thời gian vi phạm, tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm, triển khai các giải pháp chống tái lấn chiếm. Đối với vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, tập trung xử lý các sai phạm về xây dựng nhà ở, nhà tạm, chuồng trại, lều lán, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh. Đối với vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, tập trung xử lý các vi phạm về xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ, lều lán, mái che, mái bẩy, trồng cây. Sở Tài nguyên Môi trường yêu cầu các địa phương tổng hợp rà soát đối với các vi phạm, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý theo từng loại, từng thời điểm và gửi về sở trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Kết quả giải tỏa và chống tái lấn chiếm vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp và hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi sẽ là một trong những tiêu chí bắt buộc để xét phân loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương. Tuyến đường DT387 đoạn qua xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi hiện vẫn đang tồn tại một nút thắt cổ chai vừa nhỏ hẹp vừa xuống cấp, gây khó khăn, mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây. Nút thắt cổ chai được coi là điểm nghẽn này nằm ngay ở điểm giao cắt với quốc lộ 38, với chiều dài khoảng gần 100m, nhưng có hàng chục ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau, tạo ra những hố sâu liên tiếp. Người dân cho biết đã có nhiều phương tiện xe máy, ô tô bị tai nạn khi đi qua đoạn đường này. Em đi từ trên đường 5 xuống, cả đoạn đường đẹp mà mỗi đoạn này xấu, lãng phí quá ấy. Đi tấp lập, đi làm công ty, tất cả các xe cộ đều đi nối lại hết, xe máy cũng tai nạn. Ô tô thì vỡ gầm số, vỡ cầu, người thì vỡ số, không được đảm bảo cho người dân. Tuyến đường đã hoàn thành từ cách đây gần một năm, tuy nhiên tại địa điểm này, hiện vẫn còn vài hộ dân chưa đồng thuận giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Tuyến đường được kết nối với thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm, nên hàng ngày các loại phương tiện lưu thông qua đây là khá đông. Rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, triển khai thi công. Trước mắt cần bổ sung vật liệu xử lý tạm thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh về tình trạng lợi dụng địa điểm vắng người qua lại, người dân mang vật liệu đất đổ trộm ra hành lang giao thông trên tuyến ADB thuộc phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Nhưng đến nay, vi phạm này vẫn chưa được xử lý. Ngay sau khi sự việc được phản ánh, phường An Tảo đã lập biên bản và yêu cầu trường hợp vi phạm là ông Vũ Ngọc Xanh, khu phố An Dương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, thu dọn sạch phần vật liệu trên trước ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã gần một tháng trôi qua, các vi phạm trên vẫn tồn tại, thậm chí vật liệu còn được đổ nhiều hơn. Không chỉ một điểm mà dọc trục đường chưa đầy 1 km, có tới 3 địa điểm bị đổ trộm vật liệu gồm đất, đá, gạch. Theo người dân sinh sống gần khu vực trên cho biết, lợi dụng lúc vắng người hoặc trời tối là xe chở vật liệu ra đổ thành từng đống, chất cao, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông. Mặc dù hành vi này đã bị phát giác và lập biên bản, nhưng không hiểu vì lý do gì mà sai phạm trên vẫn ngang nhiên tồn tại. Thiết nghĩ chính quyền phường An Tảo cần vào cuộc
và có chế tài xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm trên.